Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hà Văn Sáu sinh năm 1998 tại xã Đan Phường, huyện Lâm Hà về tội giết người. Theo cáo trạng, ngày 12 tháng 1 năm 2015, Sáu bị uôn việt đất sinh năm 2000 là học sinh trường trung học cơ sở Đan Phường nhắn tin đe dọa đánh Sáu về việc Sáu có tình cảm với người bạn gái cũng là bạn học cùng trường với Sáu và đất. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, sau khi đi học thêm về, Sáu bị đất chặn đường, dùng tay đấm liên tục vào mặt. Chịu không nổi, Sáu đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào bụng của đất. Hậu quả, đất bị chết tại bệnh viện. Do vết thương đất động mạch chủ, thủng đại tràng, làm mất máu nhiều dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, Sáu đã đến cơ quan công an đầu thú. Trong quá trình điều tra, Sáu đã thành khẩn khai báo. Phần nữa là gia đình của Sáu đã bồi thường một phần thiệt hại cho gia đình bị hại là 130 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, xét về hành vi và mức độ nghiêm trọng mà đối tượng gây ra, tuy nhiên xấu phạm tội trong khi bị cáo chưa đủ 18 tuổi nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ. Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Hà Văn Sáu 7 năm tù giam.